Gần 3 tuần qua tại 4 cảng và bến thang ở thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự tranh giành quyền quản lý nhà nước chuyên ngành giữa cảng đường thủy nội địa khu vực 1 và cảng vụ địa phương thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh. Đây là khu vực cảng Điền Công, Uông Bí, một trong 4 cảng, bến than lớn được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, quản lý và vận hành từ năm 2014 theo quyết định 2816. Sau hơn 4 năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định 2831 ủy quyền quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này không đề cập đến việc tiếp tục giao hay ủy quyền cho địa phương quản lý 4 bến cảng than gồm Điền Công, Uông Bí, Bến Cân, Văn Huy ở thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều. Sự việc bắt đầu nảy sinh vào sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua. Cảng vụ viên cảng Điền Công, Uông Bí, Bến Cân thuộc cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và các chủ phương tiện bất ngờ chứng kiến cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai lực lượng cùng phương tiện yêu cầu các chủ tàu, thuyền phải thực hiện thủ tục cấp phép tại các đại diện của cảng vụ đường thủy khu vực 1. Khi quyết định 2831 ngày 5 tháng 10 năm 2007 của Bộ Thông có hiệu lực thì cảng vụ đường thủy địa khu 1 chính thức thực thi cái quyền quản lý tại các cảng bến được giao trên địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Đông Triều. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 đã triển khai quyền quản lý bến cảng than mà không có sự phối hợp với các đơn vị liên quan. Cách làm này không chỉ khiến các chủ cảng, các chủ phương tiện ngỡ ngàng, mà ngay cả cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cũng bất ngờ vì thời điểm sự việc xảy ra vẫn chưa nhận được quyết định 2831 của Bộ Giao thông Vận tải. Sau một tuần sự việc xảy ra, trong công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định đến ngày 11 tháng 10 vẫn chưa nhận được quyết định của Bộ qua đường công vụ. Sau khi chưa chính thức bàn giao thì trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cái cảng bến này thì vẫn phải thuộc Sở Giao thông Vận tải. Đấy mà trực tiếp là cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh. Chưa có sự bàn giao gì cả giữa hai cơ quan. Và chúng tôi thì nói thật với các đồng chí là cũng là lính thì không biết như thế nào cả, không biết đi đâu về đâu. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 có lạm dụng, lạm quyền khi thực hiện quyết định của cấp trên hay không? Vì sao tỉnh Quảng Ninh lại chưa thực hiện quyết định của Bộ Giao thông Vận tải? Những câu hỏi này và còn nhiều khúc mắc khác liên quan đến quyết định 2831 của Bộ Giao thông Vận tải chỉ có thể được làm rõ khi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc chính thức xung quanh câu chuyện tranh quyền quản lý nhà nước tại các cảng bến than lớn đang bức xúc ở địa phương và chắc chắn sẽ ngày càng nóng hơn nếu không có sự phối hợp giải quyết kịp thời của cả hai bên.